Em lại làm sao thế? Sao chăng cái gì? Bảo yêu mình, thương mình mà để mình cô đơn như thế này à? Đúng là đàn ông mà. Em lại bắt đầu đấy. Chẳng thế thì sao? Anh mau ly gì con vợ ở nhà đi. Nếu không em làm ô lên đấy. Em nói cứ như là bát nước đổ đi ý. Chẳng sao nữa. Nó cũng có gì để anh lợi dụng đâu. Nhưng mà muốn ly dị thì ít ra phải có lý do. Đâu thể tự nhiên ly dị là ly dị được. Em không biết đâu, anh tự nghĩ đi. Này này, anh nhìn thấy ai không? Là Toàn. Cái bản kế hoạch này anh nhất định phải thuyết phục anh ta ký vào đấy, biết chưa? Chào anh. Để anh phải chờ lâu rồi. Chào anh. Tôi cũng vừa mới đến thôi. Mời anh ngồi. Anh Toàn, đây là bản kế hoạch mà bên tôi đã làm. Mời anh xem qua rồi chúng ta nói chuyện. Anh thấy thế nào ạ? Thôi được rồi. Để tránh làm mất thời gian của cả hai bên, tôi sẽ nói thẳng luôn nhé. Tôi không duyệt dự án này. Lý do là gì ạ? Anh có thể nói, chúng ta cùng sửa chữa. Công ty của anh không đủ điều kiện. Không đủ điều kiện nữa? Anh Toàn, chúng ta có thể bàn bạc thêm mà. Mà chứ, nó nghĩ nó là ai mà dám từ chối mình thẳng thừng như vậy. Quả là khí chất của chủ tịch mà. Ngồi xuống đi. Cái gì mà khí chất? Giờ này em còn đùa được. Thua keo này ta bày keo khác. Anh cứ phải xóa lây làm gì? Em có ý gì? Nói anh nghe đi. Tất nhiên là có rồi. Anh ta đã yêu đơn phương một người 10 năm rồi. Là một người thiếu thốn tình cảm. Vậy anh nghĩ chúng ta nên làm gì? Kiếm người yêu cho anh ta? Hay... Ý em là vậy đấy. Nhưng mà chắc gì anh ta đã đồng ý. Anh tin em đi. Có mấy ai vượt qua được cám dỗ của tình yêu chứ. Được lắm. Cứ làm theo lời em nói đi. Mọi thứ thay đổi nhiều quá. Chỉ còn kỷ niệm của chúng ta thì vẫn như vậy. Giống Dương quá. Ước gì bây giờ cô ấy vẫn còn ở bên cạnh mình. Dương, là em phải không? Anh thử đoán xem. Cần gì phải đoán nữa chứ. Đôi tay mềm mại thế này chỉ có thể là người yêu của anh thôi. Khiếp, anh lại nịnh nữa. Dương, là em phải không? Dương, đúng là em rồi. Chào anh. Lâu rồi mới gặp lại. Em có gia đình rồi à? Vâng. Tốt rồi. Cuối cùng em đã có thể ở bên người mà em yêu rồi. Chúc mừng em nhé. Cảm ơn anh. Dương này, bây giờ em không bận gì chứ? Mình có thể nói chuyện với nhau một chút được không? Nhưng... Mình chỉ nói chuyện với nhau như hai người bạn thôi. Một chút thôi, được chứ? Anh về nước lâu chưa? Anh cũng mới về thôi. Nhưng mà thời gian trôi nhanh nhỉ? Quanh đi quẩn lại, ai cũng đều có gia đình hết cả rồi. Anh cũng mau cưới đi thôi. Anh bây giờ chỉ muốn tập trung vào công việc thôi. Anh định sống như vậy cả đời sao? Trong anh vẫn còn hình dáng của người đó. Và không một ai có thể thay thế được. Em sao thế? Đến giờ phút này thì em cũng chẳng còn gì để giấu nữa. Có chuyện gì mà anh không biết sao? Ngày xưa lúc em rời xa anh Thực ra là vì em muốn tốt cho anh. Em muốn anh đi nước ngoài. Em vừa nói gì vậy? Em muốn anh đi nước ngoài. Em không muốn anh phải chịu khổ vì em. Sau khi anh đi, em đã gặp chồng hiện tại và kết hôn với anh ấy. Và em làm như vậy, em nghĩ là anh sẽ vui vẻ và biết ơn em à? Thứ duy nhất mà anh cần chính là em, Dương ạ. Không, em không muốn. Em làm như vậy để nhận lại cái gì cơ chứ? Bây giờ anh đã có cuộc sống mới. Em cũng đã tìm được hạnh phúc của mình rồi. Em nói dối. Em không hề hạnh phúc. Sao anh lại nói như vậy? Rồi đây, đây là vết gì đây? Chẳng phải là vết đánh hay sao? Em đừng hòng nói dối anh nữa. Không, không như anh nghĩ đâu. Ánh mắt của em đã nói lên tất cả rồi, Dương ạ. Không phải. Và bản thân của anh cũng không hề hạnh phúc như em nghĩ đâu. Anh phát điên lên mất. Thôi, bây giờ cũng muộn rồi. Để anh đưa em về. Không cần đâu, em tự về được. Ủa, người quen à? Sao cô ta lại đi cùng với anh Toàn chứ? Thú vị thật đấy. Phải chụp lại cho anh Đức xem mới được. Em có tự về được không đấy? Được ạ. Cho anh số của em đi. Khi nào có chuyện gì thì gọi cho anh. Quả này mà anh Đức thấy chắc là con kia no đòn rồi. Cái gì đấy? Làm tôi giật hết cả mình. Em bắt quả tang sếp đang yêu đương rồi nhá. Yêu đương cái gì? Vớ vẩn. Sếp không phải giấu em biết hết rồi. Chứ không thì cô gái anh gặp ngoài kia là ai đấy ạ? Ai chà, thế cô đang theo dõi tôi đấy à? Cần gì phải theo dõi, em tai mắt nhiều lắm đấy nhá. Ê, nói ra thì hơi ngại một chút, nhưng mà đấy là người mà tôi đơn phương bấy lâu nay. Thật đấy ạ? Nhưng tiếc một cái là bây giờ cô ấy có gia đình rồi. Không ngờ sếp của em đẹp trai phong độ như thế mà lại... Không, tôi lại không hề cảm thấy tiếc. Sao lại không ạ? Bởi vì tôi đã có một thời gian rất dài được ở gần bên cô ấy. Thế là sếp và cô ấy là người yêu cũ với nhau ạ? Đúng thế, là tình cũ. Không những là gặp trai mà còn gặp lại bạn trai cũ. Cô ta đúng là to gan thật đấy. Làm sao đấy? Tìm tôi có việc gì không? Dạ không đâu ạ. Sếp làm việc đi, em đi trước ạ. Phen này cô ta chết chắc rồi. Mình sẽ tống cổ cô ta đi vì cái tội lang loàn đấy. Này, mày đi đâu về mày không biết đường, mở mồm ra mà chào chồng mày à? Hả? Con này. Anh có thể ngừng uống rượu và hút thuốc đi có được không? Không! Tao thích thế đấy. Sao nào? Đây là vì không tốt cho con, chứ không phải là thích, với cả không thích. Mày giỏi lắm. Hôm nay mày lại dám lôi con ra để dọa ông à? Mày giỏi thật đấy. Anh đừng có cố chấp. Đi cố chấp này à. Anh điên rồi. Đúng rồi, tao đang điên đấy. Hôm nay ông cho mày chết ngay. Tôi xin anh, làm ơn đi, như vậy con sẽ chết mất. đất ơi, tại sao tôi lại khổ thế này? Kìa, anh lại say rượu đấy à? Anh uống một ít. Mà có chuyện gì em lại gọi anh ra đây gấp đấy? Có, rất gấp. Em mới biết được một bí mật đấy. Bí mật à? Con Dương là người yêu cũ của thằng Toàn. Ghê chưa? Sao cơ? Người yêu cũ á? Ừ, anh không nghe nhầm đâu. Trước đây hai đứa nó yêu nhau sâu đậm lắm. Em nghe thông tin này ở đâu? Thì chính miệng Toàn nói với em mà. Vì hoàn cảnh khó khăn nên hai đứa nó chia tay với nhau. Toàn đi du học, còn Dương thì lấy anh. Má nó cày thế nhỉ? Hóa ra trước giờ anh là người thay thế của Toàn à? Anh cứ bình tĩnh đi. Quan trọng là hiện tại bây giờ hai đứa nó vẫn qua lại với nhau. Chắc gì cái thai trong bụng của nó là con của anh. Chuyện này... anh ngây thơ quá rồi đấy. Bây giờ anh phải làm gì? Bây giờ anh bắt cái Dương đi đàm phán hợp đồng với thằng Toàn đi. Nhưng mà Dương thì có liên quan gì đến chuyện hợp đồng? Rất liên quan chứ. Anh bắt nó phải chứng minh cái thai trong bụng của nó là con của anh bằng cách đi đàm phán hợp đồng với thằng Toàn. Rồi, anh hiểu rồi. Cố lên. Sau cái hợp đồng này, em với anh sẽ ở bên nhau mãi mãi. Ngày mai xong về sớm, tôi sẽ thu xếp được qua bên công trình. Được rồi, chào anh nhé. Dáng người giống Dương thế nhỉ? Dương, em đi đâu thế? Em đi khám thai. Có vấn đề gì sao? Em không sao. Chỉ là đi khám định kỳ thôi. Thế chồng em đâu? Chồng em không đưa em đi à? Dương, tay em bị sao thế này? Chồng em đánh đập em có phải không? Không phải. Anh đã nói rồi cơ mà. Có chuyện gì phải gọi ngay cho anh. Bây giờ em với anh đâu có là gì của nhau đâu. Tại sao em lại phải liên lạc với anh chứ? Không là người yêu thì là bạn bè của nhau vẫn được cơ mà. Anh đã nói với em rồi. Anh sẽ bảo vệ em hết sức có thể. Thôi, bây giờ em lên xe đi. Anh đưa em về nhé. Không cần đâu. Em đừng cố chấp như vậy nữa. Bây giờ em không nghĩ cho em. Em phải nghĩ cho đứa bé chứ. Lên xe đi, anh đưa em về. Nhà em đây sao? Đến nhà em rồi. Có chuyện gì phải gọi ngay cho anh nhé. Đừng để cho hắn ta đánh đập em thêm bất cứ một lần nào nữa. Nếu như quá đáng quá ấy, thì em bỏ đi. Sinh con xong rồi em ly dị. Anh sẽ hỗ trợ em giành quyền nuôi con. Em cảm ơn. Hiện tại cuộc sống của em vẫn ổn. Anh không cần phải quá lo lắng đâu. Này, mày đi đâu về? Đi khám thai. Đi khám thai? Hay là đi gặp dai? Anh nói gì vậy? Anh không đưa tôi đi khám, tôi đã không nói gì rồi. Vậy mà anh còn nói vớ nói vẩn nữa à? Câm mồm! Tao đã nhìn thấy mày đi với thằng đấy rồi. Đừng tưởng tao mù mà qua mặt được tao. Tôi chỉ vô tình gặp anh ấy ở trên đường, rồi anh ấy đưa tôi về thôi. Không chừng cái thai trong bụng của mày nó cũng là của nó ấy. Anh nói cái gì vậy? Không là của anh thì của ai chứ? Sao mà tôi biết được? Cô chứng minh đi. Chứng minh? Đúng. Đến gặp thằng Toàn, nói chuyện với nó giúp tôi về chuyện hợp đồng, coi như là chuộc lỗi và chứng minh sự trong sạch của cô với nó. Chuyện làm ăn của anh thì liên quan gì đến tôi mà anh lại lôi tôi vào? Tôi đang tạo cơ hội cho cô chứng minh đấy. Tôi không muốn chuyện cá nhân của mình làm ảnh hưởng đến anh ấy. Anh ấy, anh ấy! Mày muốn không? Anh không tin tôi cũng được, nhưng mà chuyện này tôi nhất định sẽ không làm theo ý anh. Không làm? Được thôi. Vậy thì mẹ và em trai của cô ở dưới quê sẽ chết đói. Tôi sẽ không chu cấp một đồng một cắc nào nữa. Họ thì có tội tình gì chứ? Do cô quyết định cả thôi. Thôi được rồi, tôi sẽ làm theo lời của anh. Tốt, ngay từ đầu như vậy có phải là biết điều không? À. Vậy anh Đức đây là chồng của Dương sao? Đúng thế, tôi là chồng của Dương. Và ngày hôm nay hai người tới gặp tôi là có chuyện gì? Hôm nay đến đây mong anh nể tình là bạn bè và giúp đỡ đầu tư vào dự án của chồng tôi. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ từ chối một lời đề nghị nào của Dương cả. Vậy là anh đồng ý giúp chúng tôi? Đúng vậy. Nhưng anh nên nhớ rằng việc tôi đầu tư vào dự án này là vì giúp Dương, chứ không có nghĩa là dự án của anh nó xứng đáng quan trọng để tôi phải quan tâm. Ok thôi. Cảm ơn anh. Em ổn chứ? Em ổn. Em không sao. Một mình em về được chứ? Hay là để anh đi em về? Em tự về được. Chuyện hôm nay cảm ơn anh nhiều. Đừng khách sáo như vậy. Biết là em yêu cầu thì anh sẽ đều đồng ý thôi. Em về đây. Kia không phải là Lam với Đức sao? Tại sao hai người họ lại đi với nhau vào đây? Thế chẳng lẽ họ đang cặp kè với nhau sao? Không được rồi. Mong là sau bữa cơm hôm nay bố con sẽ hồi tâm chuyển ý để còn đón con ra đời nữa. Phải không con yêu? Anh về rồi đấy à? Đây là... Chào cô. Đơn ly dị đây. Ký đi. Ly dị sao? Đúng thế. Chẳng phải cô vẫn luôn muốn ly dị với tôi sao? Còn con của chúng ta thì sao? Con cái gì nữa? Ai biết được cái đứa con trong bụng của cô có phải là của anh Đức hay không? Cô là ai? Cô thì biết gì về chuyện gia đình chúng tôi chứ? Là vợ sắp cưới của anh Đức, được chưa? Còn xấu xí dơ bẩn như cô, tôi nhìn còn ghê. Thôi, không nói nhiều nữa. Ký mau đi. Ký nhanh đi, rồi cút khỏi đây. Căn nhà này không chứa nổi cô nữa đâu. Được. Nếu như anh muốn ký thì tôi sẽ ký. Đấy, nếu mà ký ngay từ đầu có phải là tốt không? Đỡ phải nói nhiều. Vậy là từ giờ mình có thể tự do ở bên nhau em nhỉ? À, còn cái dự án kia mình nhận được đầu tư rồi, em với anh sẽ giàu to đấy. Tất nhiên rồi. Hai đứa mình đúng là trời sinh một cặp. Việc chất đống không làm, cô đi đâu cả ngày hôm nay mà tôi gọi không được? Em làm sao? Cô đi cặp kè với chồng người khác đúng không? Anh nói cái gì đấy, em không hiểu. Bấy nhiêu lâu nay tôi đặt niềm tin nhầm người rồi. Chủ tịch, anh nói cái gì vậy? Em thật sự không hiểu mà. Khỏi giả vờ đi. Kế hoạch dự án bên công ty của anh Đức và việc cô cặp kè với anh ta tôi biết hết rồi. Chủ tịch, tại sao anh... Tôi làm sao? Có phải là cô đang thắc mắc tại sao tôi biết hết mọi chuyện đúng không? Thì tôi cũng như cô ấy, tai mắt của tôi ở khắp mọi nơi. Sao? Thế cô cặp kè với anh Đức từ bao lâu rồi? Cô có biết là Dương đang mang thai không? Em quen anh Đức khi mà Dương có bầu ạ. Cùng là phụ nữ với nhau, không giúp đỡ nhau thì thôi, còn cô thì lại phá hoại hạnh phúc gia đình người khác à? Chuyện này... Nói đi, Dương bây giờ sao rồi? Dương đã ký vào đơn ly hôn và bỏ đi rồi ạ. Cô ấy bỏ đi với cái bụng bầu to như vậy á? Vâng ạ. Không được rồi, công ty của tôi không thể có cái loại người như cô được. Không được đâu ạ. Chủ tịch đừng đuổi việc em ạ. Không đuổi việc cô. Được. Vậy tôi còn một lựa chọn khác cho cô đấy. Anh cứ nói đi ạ. Việc gì em cũng làm. Chỉ mong là anh đừng đuổi việc em ạ. Sao? Cô có làm được không? Thỏa thuận như vậy nhá. Vâng ạ. Cô ấy đang ở đâu cơ chứ? Mình đã tìm hết những nơi mà cô ấy hay tới rồi. Dương, Dương, em đây rồi. Anh ơi, em đau bụng quá. Bụng em đau quá. Được rồi, có anh ở đây rồi. Em đừng lo gì nữa nhé. Em khổ quá anh ạ. Được rồi, em cứ bình tĩnh lại đã. Bây giờ có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ cho hai mẹ con em. Bây giờ hai mẹ con em về nhà anh nghỉ ngơi trước đi đã. Xong rồi khi nào khỏe mình tính chuyện sau nhé. Cảm ơn anh. Nếu như không có anh, mẹ con em không biết phải làm sao nữa. Đi nào. Tôi ký hết rồi. Anh xem còn sót cái gì không để tôi ký nốt. Ừ. Đủ hết rồi đấy. Cả giấy tờ bán công ty và những giấy tờ đảm bảo khác. Cái gì cơ? Tại sao lại bán công ty? Đấy. Đây là giấy tờ anh vừa ký vào bán công ty cho tôi còn gì nữa. Lan, chuyện này là sao? Thôi, không cần phải giả vờ nữa. Chuyện anh với cô Lan cặp kè với nhau tôi biết hết rồi. Sao anh lại biết? Tôi cấm anh từ nay trở đi không được phép xuất hiện trước mặt tôi và Dương nữa. Vậy còn công ty của tôi? Cái loại người tham lam như anh ấy không xứng đáng có được bất cứ thứ gì cả. Không được. Thêm một điều nữa là khi ra tòa anh phải nhường lại toàn quyền nuôi con cho cô Dương. Nếu không ấy, anh và cả cô Lan sẽ phải đền bù tất cả những thiệt hại theo đúng hợp đồng đã ký. Không. Tôi đồng ý ạ. Cô im đi Lan. Cô biết cái gì mà nói. Cô hại chết tôi rồi. Này. Không thể nào. Công ty của tôi, tiền của tôi không thể nào cứ thế mà mất được. Em sao rồi? Đã khỏe hơn chưa? Em khỏe hơn nhiều rồi. Em cười, nhưng mà anh lại không cảm nhận được niềm vui của em. Em cười lên đi. Khung cảnh ở đây đẹp thế này cơ mà. Dương này. Anh làm gì đấy? Em hãy đồng ý để cho anh được bù đắp tất cả những tổn thương trong quá khứ của em nhé. Anh đừng làm vậy. Anh mau đứng lên đi. Không, anh đã quyết tâm rồi. Nếu như anh còn làm như vậy nữa thì em và anh từ giờ về sau đừng gặp nhau nữa. Dương, anh thật sự muốn chăm lo cho em. Mình vẫn là bạn bè, vẫn có thể giúp đỡ nhau được cơ mà. Em đang mang trong mình cốt nhục của anh Đức. Em không thể làm gì khác. Anh biết. Nhưng mà anh không quan tâm chuyện đó. Anh đồng ý làm cha của đứa nhỏ. Không được đâu anh à. Tại sao lại không được? Chẳng lẽ em định để đứa trẻ ra đời mà không có cha hay sao? Em... Anh thật sự muốn chăm lo cho em và cả đứa nhỏ nữa. Nhưng nếu như vậy thì anh sẽ là người phải chịu thiệt đấy. Thiệt to gì cơ chứ. Bây giờ anh có tận 2 người thân ở bên cạnh anh nữa cơ mà. Chuyện này... Dương, em đồng ý nhá. Tình yêu của anh dành cho em từ trước đến giờ chưa từng một lần thay đổi Dương ạ. Bụng em đau quá. Em bị làm sao đấy? Hay là con muốn ra ngoài để gặp anh à? Bụng đau quá. Được rồi, con yêu chờ một chút nhá. Con sắp được gặp bố mẹ rồi.